My mama don't like you and she likes everyone. And I never liked to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. And now I know I'm better sleeping on my own. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go. Thưa các bạn, đến với ngôi trường trung học phổ thông Lý Thái Tổ, đây là khu hiệu bộ của trường chúng tôi. Mời các bạn theo chân chúng tôi đến với khu A của nhà trường. Ngay sau lưng chúng tôi là khu B của nhà trường. Trước mặt chúng tôi là khu C của nhà trường. Do you recall that long ago we would walk on the sidewalk, innocent? Remember, all we did was scared for each other. But the night was warm, we were born young. All around, the wind blows, we would only hold on to let go. Blow a kiss, fire a gun, we need someone to lean on. Blow a kiss, fire a gun, we need someone to lean on. Thank you.
Trường học tập mới thì em vẫn còn thấy cảm thấy rất là nhiều bỡ ngỡ. Nhưng mà xong gặp bạn bè, thầy cô thì mọi người đã giúp mình tự tin hơn. Và trong môi trường học tập này thì cũng giúp mọi người có thể đạt được những thành tích học tập tốt, những hoạt động ngoại khóa hay là những cái nó mạnh lên giúp mình có thể phát huy cái khả năng của mình.